Dạ em Cảnh xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì em Cảnh đang có mặt ở vùng núi Tây Bắc. Thì trên đường đi thì em có bắt gặp một thầy đồng đang làm cái lễ gì đó. Dạ chị, chào cô. Chào cô, cái này mình đang làm cái gì? Giải hạn. Giải hạn. Phải làm những cái hình nộm người gom đó. Lễ này là làm trong tầm bao lâu xong? Dạ cả nhà, hiện tại thì thầy đang làm lễ và đang đọc theo tiếng của người dân địa phương. Hồi nãy thì em thấy có gót gù nha cả nhà, gót gù vào một cái chén gạo, gót gù vào chén gạo và gót vào những cái ly ở trên. Làm lễ này là mất vài tiếng nha cả nhà. Đây là người nhà đang cắt và làm người gom. Người gom này để giới hạn nha cả nhà. Ủa vậy anh? Này là một nghi lễ này là làm mấy tiếng vậy, là bắt đầu được bao lâu anh? Được một tiếng. Được một tiếng rồi. Vâng, bắt đầu làm là được một tiếng thì ạ. Dạ. Yeah. Cái nghi lễ này là lạ quá. À cái này là chồng em làm giải hạn. Giải hạn đầu năm đấy ạ. À đầu năm. Vâng ạ. Yeah. Đầu năm thì cũng ngày nào tốt, cũng ngày hôm nay là ngày tốt thì làm. Dạ. Yeah. Ăn Tết xong thì giải hạn. Còn nên rất chồng em là đây là mình mong anh
Đây là mình người Mông hay là... À, đây là người Nùng ạ. Nùng. Vâng, rất dạ. Nùng. Dạ, bởi trong em ra đây thấy nhiều cái làm á. Vâng. Cô mà đang đọc và gõ chuông đó là phải là thầy không? Theo như anh chia sẻ thì đầu năm thì sẽ lựa ngày tốt và theo phong tục thì sẽ làm cái lễ giải hạn và sẽ có thầy tụng. Thì phong tục này là của người Nùng nha cả nhà. À, cúng trong nhà. Chắc có lẽ là đây là bài sấm giảng của người Nùng nha cả nhà. Sấm giảng tiếng địa phương. Thì thấy trên bàn cũng có những cái đồ vật cũng như là mang hình ảnh người nhang thì cắm lên bắp chuối. À, là mình làm lễ ngoài đây chứ cũng có cúng trong đó nhà nữa không? À, có. Dạ. Anh cho em biết là mình cúng những gì anh? Mình xem được không? Xem sơ được không? Tại đầu lợn với gà ấy. À, đầu lợn với gà. Dạ. Yeah. À, gà là phải gà sống luôn. À, nghĩ là sẽ có gà sống cả nhà. Em xin phép. Anh đi trước ạ. Dạ. À, đầu lợn với gà. Dạ. À, lần đầu thấy cho nên cũng tò mò. Đang cúng gà thì gà sống nha cả nhà và đầu lợn. Đây là hai chú gà sẽ được làm lễ trong một lát nữa. Thầy vẫn đang đọc như thế nhỉ. Nghi lễ này kéo dài tới mấy tiếng rồi. Nghi lễ này kéo dài tới mấy tiếng rồi. Người gươm này chắc là tượng trưng cho trong người nhà mình hay sao chị? Hay là như thế nào chị? Đang giải hạn cho kiểu con ấy. À, cho trẻ con. Cô đang đọc tên mấy đứa trẻ hả chị? À, đây cô đang đọc tên. Chút nữa là lễ là sẽ tới gà sống hả chị? Hay là mình sẽ mổ? À, đây cúng. Hay ha, mỗi năm là sẽ có cái lễ giải hạn như thế này.
đúng là mỗi nơi có một cái phong tục tập quán riêng, như vậy không đi mình không biết được, mà mình không tìm hiểu, mình không tò mò thì mình cũng không biết luôn. Dạ. Cái này là chắc là đâu có nhà nào giống nhà nào thôi, chỉ tự chọn ngày theo nhà thôi. Dạ. Cô đang đọc tên và ngày tháng năm sinh của mấy đứa nhỏ cho thầy để thầy đọc nha cả nhà. Na tô ma trang năm tàu bay bổ tàu bay đời thầy na lê hời tàu thầy đời ca hỡi tàm tàm ta nay đa kỳ từ từ nay đa đầm đồ chứ bay lùm năm mò ọt bay lùm giải bay đầy lùm cầu lùm còn thầy khi tàu dùng đầy. Chắc là chuẩn bị đốt vàng mã. Đang cắm người gom vào khúc cây và đọc thông tin cho thầy để thầy làm lễ nha cả nhà.
ไม่เอาเหรอเอาไงไอ้ตัวเอาเก๋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 ตัวเอ
Dạ thì phong tục và cũng như là nghi lễ làm sẽ kéo dài rất là lâu nha cả nhà, vài tiếng đồng hồ lận, và cũng như là sẽ có sự riêng tư của người nhà là sẽ cúng kính này kia rồi các thứ. Cho nên thì em chỉ chia sẻ một chút ít hình ảnh, cũng như là từ nãy giờ cũng có một số thông tin từ người nhà cung cấp là đây là lễ giải hạn của người Nùng, và qua Tết hàng năm thì người dân sẽ chọn ra cái ngày tốt để mà làm cái lễ để mà cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Thì thấy có hình hộm người gom rồi nè, và cúng kính đồ, và thầy Mo thì đọc đọc những cái bài sẩm từ địa phương mình, và cũng như là có cúng đầu heo rồi gà nha cả nhà. Thì đây là những phong tục tập quán của người dân. Thì em cũng không biết chia sẻ gì thêm vì chỉ là một cái chuyến đi tình cờ. Đây em đang đi trên đường. Đây em thấy thì bắt đầu cái là em quanh đầu xe lại và ghi hình luôn, cho nên là không có chuẩn bị trước, cũng như là cũng không có quen biết với lại gia đình, cho nên cũng hơi ngại khi mà quay lâu quá cả nhà. Cho nên chắc là em sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau ạ.